A Di Đà Phật, xin chào các đại hữu. Hôm nay mình xin giới thiệu với các đại hữu một món chay vô cùng đơn giản và nhanh gọn. Đó là món đậu hũ ép chảo tương tamari. Nguyên liệu của chính hôm nay cũng chỉ gồm có đậu hũ, một ít dầu chiên và ít tương tamari. Thứ trước tiên là chúng ta sẽ bật chảo cho nóng. Sau đó thì chúng ta đổ ít dầu thôi ạ. Món này vô cùng đơn giản và nhanh gọn, bởi ăn ít đảm bảo ít dầu nữa. Chúng ta cùng bỏ đậu vào chiên nhé. Các bạn chiên cho nó vàng đều hết rồi, chỉ còn xịt tương tamari vào là xong thôi. Chúng ta chiên sơ cho cái mặt nó hơi vàng vàng là được rồi, không còn vàng lắm đâu các bạn. Món này thì vô cùng nhanh gọn, về lại không tốn thời gian nhiều nữa. Khi đậu hũ vàng đều hết rồi thì chúng ta chỉ cần tắt bếp và xịt tương tamari vào thôi. Rồi. Như thế này là xong rồi các đại hữu ạ. Chỉ cần mình lấy ra dĩa là xong thôi, mình ăn với cơm thôi. Thực sự là mình không có nhiều kinh nghiệm về nhiều món chay cho lắm. Mình nấu ăn rất là dễ. Mình thực sự là mình ăn chay từ lúc tháng 4 năm 2013 âm lịch ấy. Thực sự là nhân duyên của mình ăn chay cũng không có gì vô cùng gì khó khăn. Thực sự mình rất là thuận duyên trong việc ăn chay vì mình được sinh ra trong một gia đình mẹ biết ăn chay. Mình ăn theo mẹ từ lúc nhỏ rồi, ăn chay một tháng 2 ngày tới 4 ngày thôi. Sau đó thì từ khi mình đi về tỉnh xá thì mình hiểu nhiều hơn nên mình để ăn lần lên từ 4 ngày đến 6 ngày, 8 ngày, rồi 10 ngày. Giai đoạn 10 ngày là mình giữ thời gian đã lâu nhất. Sau đó thì mình đi về tỉnh xá một thời gian thì mình hiểu rõ hơn về việc mình thấy mình không nên ăn những chúng sanh nữa, thì mình đã quyết định là mình muốn trường chay. Thì cũng nhân duyên thì mình xin mẹ cho mình ăn chay tháng rằm tháng 4, thì mẹ cũng đồng ý. Xong sau đó thì mình ăn tháng hết tháng 4 thì mình khởi tâm là muốn xin mẹ ăn chay đến tháng 7, bởi vì nhà mình có truyền thống là ăn chay cả nhà một tháng 7. Thế mẹ nói là còn lâu mà, tại sao con lại ăn sớm thế? Thì con cũng muốn nói là thôi bây giờ con ăn chay rồi, nếu bây giờ ăn mặn lại thì nó cũng vướng quá, con muốn ăn chay luôn cho nó suông. Thế là mẹ chịu. Thì mình ăn chay đến tháng 7, sau đó cái mình khởi tâm thêm là mình ăn chay tới Tết. Lúc đầu thì mẹ cũng chưa có chịu, nhưng mà mình nói là mẹ ơi con muốn xin được xuất gia. Thì mẹ lúc đầu mẹ nghe mẹ cũng buồn lắm, mẹ không có đồng ý. Nhưng mà mình cũng nói hồi à. Xong mẹ nói là thôi cứ ăn chay đi rồi tính. Thế là mình đã ăn. Ăn xong một thời gian nhưng mà tâm mình yếu quá, không có đủ mạnh mẹ nên mình không đi xuất gia được. Lợi ích của anh thường, nhưng mà việc ăn chay của mình thì kinh nghiệm của mình ăn chay thì nó vô cùng đơn giản lắm. Mình chỉ ăn những phong phú đa dạng các thực phẩm thôi à, chứ cũng không có cái gì. Mình thật sự là rất muốn chuyển qua chế độ trường chay mà theo thực dưỡng, nhưng mà thật sự là mình chưa đủ điều kiện nên mình chỉ sử dụng những cái món trợ duyên như mình, những cái như tương tamari nè, bột sắn dây nè, mơ muối nè. Mình hay thải độc để cho gia đình mình, hay thải độc để những lúc mà bị cảm hay là ăn những cái chúng những cái món gì mà đau bụng gì đó thì mình hay uống ngậm tương tamari. Nếu mà các đại hữu muốn ăn chay trường á, thì các đại hữu nên sử dụng cái máy này nè, cái máy Ramber này nè, để dùng nấu sữa hạt đấy. Mình gia đình mình thì hay dùng sữa này để nấu sữa hạt, mình sẽ không dùng sữa công thức như sữa các loại sữa bò như ở ngoài. Cái máy này rất là tiện lợi các đại hữu à, chỉ cần mình ngâm đậu và bỏ vào nấu, nó sẽ có chế độ nấu cho mình luôn. Mình chỉ cần 30 phút là mình sẽ có một ly sữa bổ dưỡng cho mình rồi.
các vị đều hữu nên sưu tầm cái loại máy như thế này nè để sử dụng. Từ khi mình ăn chay đến nay thì thật sự mình cũng có thấy cảm thấy rất là có nhiều lợi ích, là mình thấy cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn nè, rồi mình thuận duyên hơn nữa là mình khi mình lập gia đình á, mình để từ khi mình lập gia đình á thì mình có mình rất là thuận duyên nữa là mình được chịu, mình cảm được cho chồng mình và con mình ăn chay theo. Thực sự gia đình của mình là có 4 người, vợ chồng mình và 2 đứa con cũng đều trường chay cả. Và mình thật sự là khi ăn chay chuồng thì mình nói tiếng nói của mình với gia đình thì cũng có lợi ích, cũng có hiệu lực nhiều hơn một xíu, nhưng thật sự mình cũng chưa có thể hóa giải được gia đình mình ăn chay theo mình. Nhưng mà cũng các anh chị cũng bỏ lần lần những món mặn ăn chay theo cũng có. Thật sự đây là lần đầu tiên mình quay video nhưng cũng không có được đẹp cho lắm, vì một mình vay nên không có thể vay mặt mình được. Các vị đại hữu cũng thông cảm cho mình ạ. Sau đây thì các vị đại hữu thấy món này rồi nha, các vị đại hữu có thể tham khảo thêm một món đơn giản và vô cùng hiệu quả nữa. Trải qua trường chay để cách đây cũng 2013 đến đây 2021 rồi, thì cũng một thời gian rồi, thì mình thấy cơ thể mình cũng đều khỏe mạnh, không có chứng ngại gì cả. Thôi hôm nay cũng xin các đại hữu các đến đây thì mình xin cũng dừng. Chúc các đạo hữu thân tâm an lạc, thường tinh tấn và luôn luôn khỏe mạnh. A Di Đà Phật, xin chào các vị đạo hữu ạ. À.